Xin chào quý vị và các bạn nha. Thì sau cái bài đăng á, là Việt Kiều được về Việt Nam chơi á, là vui như Tết à, ai nói không mê là đang dối lòng á. Thì tôi thấy có một cái comment của cái một cái người bạn này, tôi thấy hay quá cho nên là tôi có ý tưởng chia sẻ là dùng ngày hôm nay nè các bạn. Thì số là có một bạn về đây Minh Neo vậy đó, thì nói đó tùy theo một số người thôi, tôi về 5 lần rồi, thật sự đâu muốn về, nói thiệt không gì vui. Ở Mỹ 30 năm, 30 mấy năm rồi, đâu còn ai ở Việt Nam đâu mà muốn về bạn. Thì có một bạn khác trả lời lại á, là bạn gì Tinh Nguyễn, Tình Nguyễn gì đó à, không có tiền, không có người thân, không có anh em bạn bè thì sao mà về. Người nào còn thường xuyên lên mạng hóng về Việt Nam là còn muốn về Việt Nam, không dối lòng được đâu. Tôi thích nhất là cái câu này nè các bạn. Người nào mà còn lên mạng mà còn hóng về Việt Nam á, thường xuyên mạng là không có dối lòng được đâu. Tôi thấy câu này quá chuẩn luôn đó các bạn ạ. Thiệt sự mà nói là đúng như vậy đó. Nếu thật sự một người mà không quan tâm về bất cứ điều gì thì họ sẽ chẳng cần phải quan tâm và chẳng cần phải theo dõi nội dung đó, mà chẳng cần lên để coi những cái kênh nói về Việt Nam để làm gì. Thật sự nếu là một người mà không quan tâm, không có hóng, không có muốn thì sẽ không lên. Thì cái đó thật sự đừng dối lòng, câu nó đúng chính xác. Ví dụ như tôi chả bao giờ tôi quan tâm về mấy cái anh chàng nghệ sĩ, ca sĩ gì lên khoe này, nó chẳng giờ quan tâm thì tôi chẳng bao giờ lên và chẳng có tham gia, chẳng có bàn tán, chẳng có nói năng gì hết á. Thì cái đó thật sự mới là những người không quan tâm. Còn cái này vẫn còn lên, vẫn còn bình luận, vẫn còn chê bai là thật sự họ đang dối lòng. Thì sẵn đây mình cũng muốn chia sẻ luôn về những cái câu nói của những người này á. Thì cái chuyện mà nói rằng là những người mà mê về Việt Nam á, thì tùy theo một số người thôi, thì điều đó thì thật sự không sai. Tùy theo mọi người thôi. Thì ai muốn về về, không về thôi, đâu có quan trọng đâu. Nhưng mà thật sự những người về á, như tôi nói á, là người ta phải có một cái gì đó người ta mới về. Thì một trong những điều mà cái bạn dưới nó đúng á, là người ta phải còn người thân, còn bạn bè, còn gia đình thì họ mới về. Chứ bây giờ những người mà ra đi mà sau đó trở về Việt Nam mà không còn gì Việt Nam thì họ sẽ chẳng bao giờ về. Nhưng mà tôi nói thiệt bạn, hiện nay tôi vẫn quen một số người họ cũng chẳng còn gia đình người thân Việt Nam nhưng mà họ vẫn về. Có hiểu tại sao họ vẫn về không? Mình hỏi ra đó, tôi có một cái anh quen đây nè, năm nào cũng về Việt Nam hết. Hỏi ủa anh còn người thân bạn bè Việt Nam không? Họ nói không, tôi chẳng có ai Việt Nam. Vậy tôi hỏi sao anh về? Anh nói ngộ lắm em ơi, tại vì á có lẽ là cái dòng máu nó chảy trong huyết quản của mình á là dòng máu Việt Nam, mình không về mình không được. Tự nhiên mình thấy là đi đâu cũng không có vui bằng ở quê hương mình. Và anh nói thẳng là tôi là người Việt Nam thì tôi về với cái quê hương cội nguồn của tôi cảm thấy có gì đâu, bình thường đó. Đó là những người thật sự, người ta nói thật lòng mình đó, người ta không có dối lòng đó. Còn phần lớn đó, những người ra đi thì người ta quay về bởi vì người ta còn người thân, còn anh em, còn bạn bè, và thậm chí là có người họ về vì mồ mả tổ tiên ông bà người ta về nữa. Chứ đâu phải về chỉ để vui, để chơi, để ăn, để nhậu, để quậy phá đâu các bạn. Rồi ở đây có người nói tôi về 5 lần rồi, thật sự đâu muốn về. Ủa nếu thật sự một người mà không muốn về á, chỉ cần về một lần thôi là họ không muốn về là họ không về nữa. Mà cái này bảo rằng về tới 5 lần rồi mà nói là không muốn về, vẫn rất muốn về lần thứ 6, thứ 7 đấy. Nhưng mà có lẽ là vì lý do gì đó cho nên là nó có thể là thật muốn lắm mà không có đi được. Còn nói thiệt không có gì vui. Ở Mỹ 30 mấy năm rồi, đâu có ai ở Việt Nam đâu mà muốn về bạn. Thì đúng rồi, ba mấy năm không còn ai Việt Nam thì không về thì cũng đúng thôi. Nhưng mà không lẽ mình không còn cái dòng máu người Việt Nam sao? Như thứ hai bảo rằng là không có gì vui. Thật sự nếu mà không tôi thật sự nha, nói thiệt các bạn, nếu đi một lần thôi không vui thì sẽ không bao giờ đi lần thứ hai. Chứ bắt mới thì tới 5-6 lần. Một người mà đã không vui mà đi 5-6 lần thì đi chi vậy, em tốn tiền đúng không cả nhà mình? Đó thì mình thấy nó hơi mắc cười như này cho nên mới chia sẻ như vậy các bạn ạ.
Rồi sẵn thôi mình qua một cái video khác để mình đọc comment, để mình trả lời cho nó vui nha quý vị nha. Trong cái video là ớn quá chuyện đi Mỹ định cư á, nghe hỏi tới nổi hết da gà đó, thì có một người comment tôi nghe tôi mắc cười các bạn. Ví dụ như đây, mới sống ở Mỹ 10 năm như Dương Trung Hiếu thì chưa đủ hiểu hết cuộc sống Mỹ đâu. Thế thì hàng ngày trước Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ họ xếp hàng chờ phỏng vấn đi đâu vậy Dương Trung Hiếu? Trả lời giùm nhé. Có người trả lời giùm mình rồi nè, đi du lịch, du học hay đoàn tụ gia đình, sân bay Tân Sơn Nhất, hàng ngày còn nhiều Việt kiều Mỹ và Việt Nam lắm. Vậy thì xin hỏi lại anh đó, thì bao nhiêu năm thì mới đủ để hiểu được cuộc sống Mỹ đây? Tôi dám đảm bảo các bạn có nhiều người sống cả đời ở Mỹ cũng chưa hiểu hết được sống Mỹ đâu, đừng có nói. Có những người qua Mỹ chừng 2 năm họ đã hiểu hết rồi bạn ơi. Rồi cái câu là thế thì hàng ngày trước Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ. Tôi không hiểu là trước Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Việt Nam, ở Hàn Quốc, ở Campuchia, ở đâu không hỏi, hỏi không không rõ. Họ xếp hàng chờ phỏng vấn đi đâu vậy đó, dưới trả lời đó đi du học, đi du lịch, đi công tác. Chứ đâu phải ai xếp hàng ở là Tổng lãnh sự quán là đều đi định cư Mỹ đâu. Còn chuyện mà hỏi đâu thì ra đó hỏi họ, hỏi tôi làm gì đó, có người trả lời rồi nè các bạn. Rồi sao nói là tại sao hàng ngày ở Tân Sơn Nhất á, biết bao nhiêu người đi về Việt Nam nè, có người trả lời luôn rồi nè. Rồi cái người nói là muốn đi, muốn về là tùy theo ông, ở Mỹ không ai bắt buộc. Nhiều người từ Việt Nam muốn qua không được, va hả, muốn va không được, đúng rồi, va sao được, qua đâu mới được chứ. Đó thì đã nói là muốn đi muốn về là tùy người ta, là sao cứ lên đi cờ cãi người ta là sao không hiểu, đúng là vui thiệt. Rồi nói chung thì mình cũng thấy lên coi comment thì cái kênh của mình nó cũng mừng các bạn là càng ngày thì rất ít những cái trường hợp mà coi như ga tô ghen tức ở, với thứ hai là họ lên họ comment cái cũng chán. Lâu lâu tôi lên tôi đọc tôi cũng cười đó, chứ tôi chả có nói gì, cười đó. Nay vui vui lên đọc chơi, đọc cho bà con nghe. Bởi vì thời nay là cái thời 4.0 các bạn, nó vui lắm. Nó giống như là một cái xu thế, xu hướng gì đó. Bạn nói đúng cũng bị chửi, bạn nói không đúng mà cũng có người khen mới lạ vậy đó. Bởi mới có cả đống người dính vô bao một và đi vô trong kia ngồi đó. Cho nên thôi, chia sẻ bạn chơi một chút rồi hôm nay vui vui, đọc comment, đăng lên chơi cho vui mà. Rồi từ từ em làm video gửi quý vị xem tiếp nha, ở Việt Nam nha. Xin chào, hẹn gặp lại ạ.